Trước đây, gia đình anh Vũ Trí Long ở tổ 5 thị trấn Sông Cầu từng là hộ nghèo. Gia đình phải nhờ đến sự giúp đỡ của ngân hàng chính sách để đầu tư mô hình nuôi hiêu. Từ nguồn vốn vay này đã giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo và trở thành một trong những hộ có kinh tế khá. Từ năm 2001 2002 đến bây giờ thì gia đình cũng có vay của ngân hàng chính sách là đến bây giờ là 4 lần. Từ cái lúc mà có 3 triệu tiền vốn của ngân hàng chính sách Bây giờ hai chuồng hiêu của gia đình là giờ nó tới khoảng độ trên dưới 2 tỷ vốn. Thì đây là cái động lực mà không bao giờ gia đình tôi không bao giờ quên ơn được đảng nhà nước cũng như là ngân hàng chính sách đã tạo được kiện giúp đỡ cho gia đình để gia đình phát triển kinh tế. Khi mới bắt đầu làm chè, gia đình ông Hoàng Xuân Thủy ở tổ 5 thị trấn Sông Cầu gặp nhiều khó khăn, gian nan. Tuy nhiên, với sự trợ lực tài chính từ đồng vốn chính sách mà vườn chè của gia đình được đầu tư bài bản cho giá trị kinh tế cao, Hiện gia đình ông đã thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến trà có uy tín của địa phương. Khi có cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì gia đình cũng đã chủ động được cái việc mà đầu tư thâm canh cho đồi chè. Chúng tôi thấy cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách là rất hiệu quả đối với người lao động và người làm chè. Chúng tôi cũng rất mong muốn là ngân hàng chính sách cũng có những cái cơ chế hỗ trợ để cho chúng tôi là xây dựng một cái nhà xưởng chế biến cao cấp. Thị trấn Sông Cầu hiện chỉ còn 25 hộ nghèo trên tổng số 1.100 hộ. Số hộ khá, giàu cũng ngày một tăng. Trong số đó, nhiều hộ dân đã xây dựng được những mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương nhờ vào sự trợ giúp từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Triển khai cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách trên địa bàn thì mang lại cái hiệu quả rất là to lớn cho người dân nay thì nhu cầu của người dân trên địa bàn thị trấn Sông Cầu thì rất là lớn, đặc biệt là cái vốn giải quyết việc làm phục vụ cho nhân dân phát triển. Trong cái thời gian tới thì cũng rất mong muốn uh, ngân hàng chính sách của các cấp tiếp tục quan tâm uh, tạo điều kiện tăng cường những nguồn vốn này hơn nữa uh, cho nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã kịp thời giải ngân gần 700 triệu đồng từ chương trình vốn vay giải quyết việc làm cho 14 khách hàng vay vốn. Như vậy, thời gian tới sẽ có thêm 14 mô hình kinh tế nữa được đầu tư mở rộng sản xuất, tạo thêm sinh kế và cơ hội làm giàu cho người dân địa phương.